xe đi lèo nhà xuống đất thì mua đồ tung tăng lên nhà đường. Đây con sông này đẹp quá. Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi trên tuyến quốc lộ 80 đoạn qua địa phận của thành phố Sa Đéc đến chợ Nha Măng thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cùng với mình nhé. Hiện mình đang đi trên địa phận của thành phố Sa Đéc trên tuyến quốc lộ 80. Đây là địa bàn của xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1900, tồn tại vào thời Pháp thuộc, tên là Sa Đéc và bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa giải thể vào cuối năm 1956. Tuy nhiên sau đó, tỉnh Sa Đéc lại được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái lập vào năm 1966, tỉnh lỵ là Sa Đéc. Về mặt hành chính, thuộc xã Tân Vĩnh Hòa, quận Đức Thịnh, tiếp tục tồn tại và bị mất địa vị hành chính cấp tỉnh từ tháng 2 năm 1976, sau khi được sáp nhập với tỉnh Kiến Phong để trở thành tỉnh Đồng Tháp như ngày nay. Sa Đéc ngày nay, tháng 2 năm 1976, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định hợp nhất tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong, thời Việt Nam Cộng hòa, lại thành một tỉnh mới có tên là tỉnh Đồng Tháp, với tỉnh lỵ ban đầu đặt tại thị xã Sa Đéc. Tuy nhiên đến năm 1994, tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp lại được dời về thị xã Cao Lãnh. Từ năm 2007 trở thành thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp cho đến nay. Đến cuối năm 2013, thị xã Sa Đéc cũng được nâng cấp trở thành thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Địa bàn tỉnh Sa Đéc cũ hiện nay tương ứng với thành phố Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò cùng thuộc tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay địa bàn Sa Đéc chỉ còn được dùng để chỉ thành phố Sa Đéc, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Từ khi được sáp nhập vào tỉnh Kiến Phong, nay là tỉnh Đồng Tháp, nền kinh tế thành phố Sa Đéc vẫn tiếp tục không ngừng phát triển. Vào năm 2005, thành phố Sa Đéc đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 3. Đến năm 2018, thành phố Sa Đéc được công nhận là đô thị loại 2. Đến đây là ngã tư Hồ Tùng Mậu với quốc lộ 80. Bên trái là đường vào thành phố Sa Đéc. Thành phố Sa Đéc.
Cầu Đốc Phủ Hiền. Đến đây là ngã 5 quốc lộ 80, đại lộ Hùng Vương và đường tỉnh 853. Thành phố Sa Đéc vào bên trái. Bên trái là đường đại lộ Hùng Vương vào thành phố Sa Đéc. Vậy là mình đi vô nội ô thành phố Sa Đéc hả? Không phải. Đây đó hả? Mình đi thẳng. Đây là cầu Bình Tiên, qua cầu là đến địa bàn phường 2, thành phố Sa Đéc. Đến đây có ngã ba, bên trái vào thành phố Sa Đéc, mình quẹo bên phải trên tuyến quốc lộ 80 hướng về chợ Nha Mân. Phường 2 nằm ở trung tâm của thành phố Sa Đéc, phía đông giáp huyện Châu Thành, phía tây giáp xã Tân Phú Đông, phía nam giáp huyện Châu Thành và xã Tân Phú Đông, phía bắc giáp phường 1. Phường 2 gồm có 4 khóm là khóm 1, khóm 2, khóm Hòa Khánh và khóm Hòa An. Phường 2 có diện tích là 1,82 km2. Mời uống nhóc cái bia chừng nữa. Sẵn ra bạn đi đi mời à, bia nhóc chân xe tại vì cháu sẽ nói chân xe luôn. Hết thành phố Sa Đéc rồi, ra tới đây là hết thành phố Sa Đéc. Hết địa bàn của phường 2, thành phố Sa Đéc, trên tuyến quốc lộ 80, thì đến địa bàn của xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Xã Tân Bình có diện tích là 16,15 km2. Địa bàn xã Tân Bình có tuyến quốc lộ 80 đi qua khoảng 4 km. Đây có cái chùa gì đẹp lắm. Qua Đồng Tháp à? Đây gì cho thì việc nhai kia anh, cái này kia anh. Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đây con sông là đẹp quá.
hết địa bàn của xã Tân Bình đến địa bàn xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Xã Tân Nhuận Đông có diện tích là 25,59 km2. Đây là cầu Nha Măng, qua cầu là đến khu chợ Nha Măng. Đây là Nha Măng đó hả? Chợ Nha Măng hả? Con gái Nha Măng là nổi tiếng đẹp đó nha. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.